Hôm nay ngày 31 tháng 5, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ lên đường tập huấn tại Nam Mỹ với điểm đến là Paraguay và Argentina. 16 cầu thủ góp mặt trong chuyến tập huấn này cũng đã được huấn luyện viên trưởng Diego Justozzi lựa chọn. Theo đó, 3 trong tổng số 19 cầu thủ được triệu tập cho đợt hội quân từ ngày 8 tháng 5 trước đó đã phải nói lời chia tay với các đồng đội là thủ thành Lưu Thanh Bảo, Nguyễn Hữu Phúc và Ala Trần Nhật Trung. Đây là quyết định đã được chiến lược gia người Argentina tính toán và cân nhắc trên cơ sở bảo đảm nguồn lực đồng đều cho các cầu đấu của đội tuyển. Trong thời gian vừa qua, đội tuyển Futsal Việt Nam tập luyện tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đội cũng có 2 trận giao hữu quốc tế hữu ích trước đội tuyển Futsal quần đảo Solomon lần lượt vào ngày 25 và ngày 26 tháng 5. Ở 2 trận đấu này, mặc dù đưa ra nhiều sự thử nghiệm về đội hình nhưng đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn thể hiện sự vượt trội và giành chiến thắng với cùng tỷ số 5-0. Tại chuyến tập huấn Nam Mỹ sắp tới, điểm đến đầu tiên của đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ là Paraguay. Trong thời gian tập huấn tại đây, đội sẽ thi đấu 3 trận giao hữu với đội tuyển Futsal Paraguay ngày 4, 6 và 8 tháng 6 trước khi di chuyển tới điểm tập huấn thứ hai là Argentina. Tại Argentina, thầy trò huấn luyện viên Diego Justozzi sẽ có thêm 3 trận đấu giao hữu rất chất lượng với đội tuyển Futsal của nước chủ nhà lần lượt vào các ngày 10, 12 và 14 tháng 6. Paraguay hiện đang xếp hạng 9 trên bảng xếp hạng Futsal thế giới, trong khi Argentina xếp hạng 4 và từng đăng quang ngôi vô địch thế giới năm 2016. Có thể thấy, việc thi đấu cọ sát với những đối thủ có đẳng cấp cao sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho các tuyển thủ Futsal Việt Nam. Đây cũng là nỗ lực của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong việc đầu tư trọng điểm, bảo đảm đội tuyển Futsal Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại Futsal châu Á 2024 diễn ra vào tháng 10 tới. Tại vòng loại Futsal châu Á năm 2024, đội tuyển Futsal Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 1 cùng với các đội tuyển Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Thái Lan, Tajikistan, Indonesia và Kuwait. Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Futsal châu Á năm 2024 sẽ diễn ra tại trụ sở Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, vào chiều ngày 22 tháng 6, theo giờ Việt Nam. 3 lượt trận của vòng loại cũng đã được ấn định vào các ngày 7 tháng 10, 9 tháng 10 và ngày 11 tháng 10 năm 2023.